Guantanamo tròn 20 tuổi, điểm kém về đạo đức của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố. Ngày 11 tháng 10 năm 2022, tờ Global Times đăng bài báo Guantanamo Turn 20, A Moral Ground in the U.S. War on Terror. Phân tích chỉ đi danh tội ác về nhân quyền của chính phủ Hoa Kỳ qua vụ việc nhà tù tại vịnh Guantanamo, Tùy sử dụng ngôn ngữ chỉ trích nặng nề, nhưng bài báo tổng hợp nhiều thông tin phản ánh vấn nạn nhân quyền ở nhà tù này và thể hiện chính sách nhân quyền tiêu chuẩn kép của chính phủ Hoa Kỳ. Khó có chuyện nhân quyền vượt trên chủ quyền và lợi ích quốc gia, tuy nhiên, lạm dụng nó với cả thế giới, bất chấp mọi cơ chế quốc tế thì chỉ có Hoa Kỳ mới làm được. Ngày 11 tháng 1 năm 2022, quân đội Hoa Kỳ bắt đầu giam giữ những kẻ bị bắt trong cuộc chiến khủng bố toàn cầu tại vịnh Guantanamo, Cuba bắt đầu một trong những chương dài nhất và đen tối nhất về việc lạm dụng các nghi phạm khủng bố. Trong những năm sau đó, hàng trăm người hồi giáo nước ngoài và thậm chí cả trẻ em trai bị giam giữ bí mật, bị từ chối thủ tục pháp lý và bị hành hạ về thể chất và tâm lý, một số bị tra tấn. Theo The New York Times, tính đến tháng 7 năm 2022, Mỹ đã giam giữ 780 nam giới và trẻ em trai. Tất cả đều là người hồi giáo tại Guantanamo kể từ sau vụ tấn công 11 tháng 9. Nhiều người sau đó được xác định có ít hoặc không có liên hệ với Al Qaeda. 9 người đã chết tại cơ sở này, mặc dù Tổng thống Obama đã ra lệnh đóng cửa trong vòng một năm vào năm 2009, 36 người vẫn bị giam giữ. Ngay từ đầu, Guantanamo đã là một thỏa thuận nhằm mục đích tránh né sự giám sát của luật pháp trong nước và quốc tế. Để bắt đầu, một địa điểm giam giữ đặt tại căn cứ hải quân Hoa Kỳ trên đất nước ngoài, mang lại sự thuận tiện cho quyền tài phán và kiểm soát hoàn toàn của Hoa Kỳ, trong khi tránh được bất kỳ sự giám sát pháp lý phiền hà nào từ trong nước. Vào thời điểm đó, chính quyền Bush đã dán nhãn những người bị giam giữ ở đó là những chiến binh bất hợp pháp, một thuật ngữ mới được đặt ra, chứ không phải là tù nhân chiến tranh truyền thống. Chiến thuật dán nhãn này cho phép Hoa Kỳ toàn quyền quyết định một cách xử lý đối với người bị giam này. Bởi Hoa Kỳ, một trong 196 quốc gia đã có phê chuẩn Công ước Geneva năm 1949, có nghĩa vụ đảm bảo cho tù binh chiến tranh một tiêu chuẩn chăm sóc tối thiểu, bao gồm một chỗ ở an toàn, thực phẩm đầy đủ và chăm sóc y tế, cũng như thả và hồi hương ngay lập tức sau khi chấm dứt hoạt động thù địch. Theo các công ước này, các quốc gia bắt buộc phải cho phép Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tiếp cận những người bị giam giữ và cấm để tù binh bị bạo hành, tra tấn hoặc đối xử tàn ác. Những chiến binh bất hợp pháp một thuật ngữ không được xác định trong công ước geneva hoặc bất kỳ hiệp ước nào khác do đó không được đảm bảo sự bảo vệ hợp pháp nói trên với sự cho phép của chính quyền và quân đội hoa kỳ cục tình báo trung ương mỹ cia sau đó đã bắt giữ rất nhiều người theo cái gọi là kỹ thuật thẩm vấn tăng cường như đánh đập thiếu ngủ và thiếu thức ăn tiếng ồn quá lớn cô lập cảm lạnh nghiêm trọng xì nhục tình dục căng thẳng chết đuối giả lướt ván và vượt tường trong hơn hai thập kỷ, vịnh Guantanamo đã là trung tâm của cuộc tranh cãi. Nó được coi là một tượng đài đầy ám ảnh về những vi phạm nhân quyền của Hoa Kỳ vì lý do an ninh quốc gia. Thông qua Guantanamo, Mỹ gợi ý cho thế giới rằng có thể chấp nhận việc bỏ qua nhân quyền hoặc đối xử nhân đạo với những người bị giam giữ dưới danh nghĩa chống khủng bố. Hơn hai thập kỷ trôi qua, nhiều người ở Mỹ vẫn biết rất ít chi tiết về các vụ lạm dụng có hệ thống do CIA và quân đội Mỹ thực hiện nhằm vào những người Hồi giáo nước ngoài này. Để bắt đầu, các chính quyền liên tiếp của Hoa Kỳ đã dung túng cho những hành động sai trái này và chọn cách che đậy điểm thấp đạo đức này trong cuộc chiến chống khủng bố. Chỉ những người được lầu năm góc mới có thể bay đến căn cứ được canh gác cẩn mật. Các vụ kiện tới các ủy ban quân sự của Guantanamo, một hệ thống còn thiếu sót để được ngược đãi tù nhân tại căn cứ, chưa bao giờ được phát sóng công khai. Và các yêu cầu minh bạch từ các phương tiện truyền thông và các nhóm hoạt động đã từ chối với lý do thông tin không công khai. Chính quyền Burke đã cố gắng ngăn chặn các tòa án liên bang được xem xét các vụ việc ở Guantanamo. Trước áp lực gia tăng trong nước, chính quyền Obama đã xem xét tình trạng pháp lý của từng người bị giam giữ, nhưng kết luận rằng những người bị giam giữ có thể tiếp tục bị giam giữ theo luật chiến tranh và không được đối xử như tù binh. Vào năm 2014, Ủy ban Tình báo Thượng viện chỉ công bố một bản tóm tắt được biên tập rất nhiều báo cáo trong năm 2014 về chương trình tra tấn của CIA. Chính quyền hiện tại không có ý định công bố báo cáo đầy đủ của thượng viện, ít điều tra hình sự của những người chịu trách nhiệm tạo ủy quyền hoặc thực hiện chương trình giam giữ và tra tấn bí mật của CIA. Giống như những lần trước, nó cũng phản đối việc cho phép tòa án của hình sự quốc tế đưa ra các hành vi lạm dụng của công dân Hoa Kỳ vào cuộc điều tra về những tội ác nghiêm trọng về nhân quyền ở Afghanistan. Bên cạnh đó, văn hóa của đại chúng ở Mỹ thường xem nhẹ và ca ngợi sự tàn nhẫn và thất bại của những biện pháp này. Ví dụ, Bộ phim bom tấn năm 2012 của Hollywood là Zero Dark Thirty và cuộc triển lãm của cuộc thẩm vấn năm 2019 tại Bảo tàng Điệp viên Quốc tế ở Washington, DC đã tầm thường hóa các vụ lạm dụng gây ra cho các nghi phạm và đi xa đến mức cho thấy một cách sai lầm rằng việc tra tấn đã phát huy tác dụng. Guantanamo không phải là tai họa duy nhất từ cuộc chiến khủng bố Hoa Kỳ, chiến dịch khủng bố của nó đã lan rộng đến 85 quốc gia với rất ít sự minh bạch hoặc giám sát. Dự án chi phí chiến tranh của Đại học Brown đã phát hiện ra rằng, dưới sự tham gia của các đồng minh Hoa Kỳ, CIA đã bí mật chuyển và phi pháp ít nhất 119 người hồi giáo từ nước này sang nước khác để giam giữ phi cộng đồng và thẩm vấn khắc nghiệt tại các địa điểm đen khác nhau của CIA. Quân đội Mỹ cũng đã giam giữ hàng nghìn tù nhân hồi giáo và tù nhân hồi giáo nước ngoài, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em trai, tại các trung tâm giam giữ của họ ở nước ngoài, bao gồm Abu Ghraib ở Iraq và căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan, nhiều người bị lạm dụng thể chất và tâm lý và từ chối tiếp cận luật sư. Bất chấp những tranh cãi, Mỹ vẫn tiếp tục hoạt động tàn bạo và vô nhân đạo đối với các nghi phạm khủng bố cho đến nay, chuyển họ đến các địa điểm do Mỹ điều hành ở nước ngoài, nơi họ bị tra tấn. Thật là vô cùng thất vọng khi thấy một quốc gia từng là trung tâm của việc soạn thảo các công cụ nhân quyền quốc tế cốt lõi lại vi phạm cam kết của chính mình, trước khi Guantanamo bước sang tuổi 21 cần phải thực hiện những bước đi táo bạo để đảo ngược tình thế. Sự thật cần phải được nói ra, công lý cần phải được đề cao, sai lầm cần phải được thực hiện đúng, những kẻ gây ra những vụ tấn công khủng bố phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và thực hiện các điều khoản của họ một cách chính đáng để trục tội. Những người đã giam giữ, tra tấn và giết hại những người đàn ông và phụ nữ, trẻ em trai và trẻ em gái vô tội nhân danh chống khủng bố cũng vậy.